Thái Quỳnh tên thật là Lê Văn Quỳnh, là một nam ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1996 đến từ Hà Tĩnh. Được biết Thái Quỳnh là cựu sinh viên ngành điện tử của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An. Tuy nhiên anh chàng này lại rẽ ngang sang con đường âm nhạc. Thái Quỳnh hiện đang là ca sĩ tự do, nhà sản xuất âm nhạc của một studio tại thành phố Vinh và Hà Tĩnh. Trước đó anh chàng này còn được cộng đồng mạng quan tâm sau khi cover các ca khúc hit như Buồn của anh của Đạt G, Phía sau một cô gái của Soobin Hoàng Sơn, Chưa bao giờ của Trung Quân, Yêu năm của Rhymastic. Chàng trai Thái Quỳnh nổi tiếng với những bản cover hot hit chủ đề trên mạng xã hội, đáng chú ý nhất là ca khúc Sad Girl được chuyển sang phiên bản tiếng Việt với ca từ nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người nghe. Sau khi bản cover được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút 2,5 triệu lượt xem, hơn 90.000 lượt chia sẻ và hơn 50.000 lượt thích. Đây được xem là sự kiện thành công lớn trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ. Không dừng lại ở đó, Thái Quỳnh còn là chủ nhân sở hữu những ca khúc độc quyền do chính mình sáng tác. Cùng với những ca khúc cover triệu view trên YouTube, có thể nói rằng đây là thành tích cũng đáng ngưỡng mộ mà chàng ca sĩ trẻ đã gặt hái được bằng cả tài năng và đam mê ca hát của mình. Bên cạnh đó, kênh YouTube Thái Quỳnh Official đạt được nút vàng YouTube với hơn 2,2 triệu lượt đăng ký, TikTok cũng với hơn 3,3 triệu lượt theo dõi. Với quyết tâm theo đuổi âm nhạc đến cùng, chàng ca sĩ trẻ tài năng cố gắng không quan tâm đến những luồng tin tức, dư luận trái chiều mà sẽ luôn chỉ tập trung cống hiến cho âm nhạc. Anh luôn chọn những bài hát có tông giọng phù hợp cùng với chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để có thể cống hiến cho khán giả những ca khúc với giọng ca ngọt ngào nhất. Phương châm làm việc theo cảm xúc nhưng cũng phải chú trọng chất lượng, Thái Quỳnh còn mày mò học thêm sáng tác để có cơ hội được hát chính những cảm xúc, suy nghĩ bên trong mình. Sau 7 năm bắt đầu hành trình trong gai này, tới nay Thái Quỳnh đã thu về kha khá trái ngọt. Thái Quỳnh đã rất vui vẻ khi chia sẻ rằng mình đến với nghề có lẽ là do duyên và cả may mắn. Mình không định hướng gì cả vì quá đam mê âm nhạc nên mình đăng tải lên YouTube những bản cover, không ngờ lại nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các bạn khán giả. Đó cũng chính là động lực để mình có thể cống hiến hết mình và bước tiếp trên con đường này. Nói về bí quyết để sở hữu được giọng hát ngọt ngào vạn người mê, chàng ca sĩ đã nhiệt tình chia sẻ rằng đầu tiên Quỳnh luôn chọn cho mình những ca khúc hợp giọng, hợp màu sắc bản thân, không vì quá mải chạy theo trend mà chọn những ca khúc quá sức mình. Sau đó mình sẽ luôn nghỉ ngơi đầy đủ để khi xuất hiện trước khán giả sẽ là phần trình diễn tốt nhất của Thái Quỳnh. Khi được hỏi liệu Thái Quỳnh cho tiêu chuẩn nào khi nhận lời thể hiện một ca khúc do người khác sáng tác, Thái Quỳnh cho biết yêu cầu hàng đầu của anh là chọn cho mình những ca khúc hợp giọng và màu sắc bản thân. Thái Quỳnh sẽ không vì chạy theo trào lưu mà chọn những ca khúc quá sức hoặc không phù hợp. Thái Quỳnh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vinh, Nghệ An và chưa có ý định nam tiến như nhiều đồng nghiệp khác. Nói về dự định thời gian tới, Thái Quỳnh tiết lộ sẽ chạy song song hai dự án là cover và ra mắt các sản phẩm âm nhạc độc lập. Trong đó, nhạc hoa lời Việt cũng là một trong những mục tiêu theo đuổi của anh chàng để mang đến nhiều sắc màu hơn trên hành trình chinh phục người nghe. Chàng trai sinh năm 1996 chia sẻ rằng con đường đến với âm nhạc hoàn toàn là do duyên số đưa đẩy vì trước đây anh chưa từng có ý định sẽ đi theo con đường ca hát. Trước đó, nam ca sĩ từng cho biết sẽ theo đuổi thêm dòng nhạc EDM, nhạc điện tử và sẽ cho ra nhiều dự án âm nhạc về dòng nhạc này. Nói về quyết định theo đuổi dòng nhạc mới, Quỳnh chia sẻ, EDM, nhạc điện tử là dòng nhạc đang có sức hút lớn nhất với giới trẻ hiện nay, không chỉ được yêu thích bởi sự sôi động, đa dạng mà sự đổi mới liên tục nhờ khả năng sáng tạo không biên giới của các nhà sản xuất. Mình rất thích dòng nhạc này và dự định sắp tới sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc về EDM. Năm 2022, Thái Quỳnh từng gây bão V-Beat với bản hit Lỡ Làng. Lỡ Làng đúng như tên gọi là câu chuyện ngang trái của những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Chàng trai và cô gái trong bài hát đã từng cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Thế nhưng rốt cuộc mọi lời hứa hôm qua cũng chỉ là thứ hạnh phúc viển vông khi một trong hai người thay lòng đổi dạ. MV được quay đơn giản để khán thính giả tập trung vào phần giọng hát trầm ấm da diết của Thái Quỳnh cùng ca từ chất chứa nhiều nỗi buồn với câu chuyện tình yêu chia ly của đôi trẻ. Thái Quỳnh cho biết, bản phối Lỡ Làng được thực hiện theo hơi hướng miền Tây pha lẫn cổ trang. Đây là xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích vài năm trở lại đây. Thái Quỳnh sẽ tiếp tục chọn dòng nhạc này để phát triển bên cạnh các dự án pop ballad quen thuộc.